Chào mừng quý vị đã quay trở lại với trường quay của Tổng đài Nông nghiệp. Thưa quý vị, sau đây thì xin được tư vấn cho một câu hỏi của khán giả gọi điện trực tiếp tới trường quay. Xin chào khán giả, xin mời khán giả hãy giới thiệu ngắn gọn về mình cũng như đặt câu hỏi cho các chuyên gia của chương trình. Dạ. Xin hỏi khán giả tên là gì và đến từ đâu ạ? Đến từ Thanh Hóa. Vâng, xin mời anh đặt câu hỏi cho các chuyên gia của chương trình ạ. Alo, tôi là Do ở Thanh Hóa. Vâng, xin mời khán giả cứ đặt câu hỏi liên tục ạ. Tôi xin chào chương trình, tôi muốn đặt câu hỏi là tôi có một con bò mè bị bệnh trên da nội cục. Hôm trước tôi đã hỏi chương trình rồi, chương trình đã giải đáp. Nhưng hiện bò của tôi thì thú y đang điều trị, đến nay đã 20 ngày rồi. Nhưng mà con bò điều trị được 10 ngày thì nó đứng lúc đầu. Sau này là nó nằm xuống đến nay đã chục ngày rồi, vẫn điều trị tiếp tục truyền 32 rồi, nhưng bò vẫn không đứng dậy được. Còn cái con nó chữa thì nó đã thấy cách đây 2 ngày rồi. Bây giờ hỏi chuyên gia về cái cách khắc phục của bò liệu có chữa được không và có đứng dậy được không. Thứ nhất là từ xa mà tư vấn ấy, khi không nhìn thấy con bò ấy, thì cũng khó. Thế nhưng mà ví dụ như là phải hỏi anh phải nói rõ hơn là thú y ở địa phương đã dùng thuốc gì điều trị và thể trạng con bò hiện nay ấy, nó đã còn tốt hay không, còn béo hay không, hay nó quá gầy. Đấy, tiếp theo đó là khi nó nằm xuống ấy, thì hiện nay cái phản xạ ăn uống nó thế nào. À, tất cả cái đó anh phải cung cấp thêm. Anh có thể cho biết thêm được không ạ? Riêng Huy đã điều trị về cái B, một là cái tăng lực của cái B complex, hai là tiêm cái caffeine trả tim và truyền cái nước mặt ngọt 30 chai rồi. Đấy, còn hiện nay thì trạng con bò là nó nằm nghiêng, đầu không cất được, mà cứ một ngày là chúng tôi gia đình là phải mượn người lật nó một lần, mà cái nốt của nó là hiện nay nó đã vỡ rồi, mà bây giờ là nó nằm nghiêng một bên, cho nên một ngày là phải lật một lần, không có là nó rét các cái vết ra bị vỡ ra và bôi thuốc sát trùng cho nó. Mà hiện nay ăn uống là kém, chủ yếu là qua đường tiêm. Với lại hôm trước thì chương trình có nói uống lá lốt thì thường cho uống lá lốt 5 ngày rồi, nhưng cái chân thì nó sưng lên, nhưng mà dạo này thì chân nó đỡ sưng rồi. Thì sốt là hết sốt rồi, nhưng mà bò là không đứng dậy được mà ăn rất kém. Nên tôi hỏi cái chữa điều là bò. Thứ nhất là trường hợp con bò này là tiên lượng là xấu rồi. Bây giờ để muốn con bò nó đứng dậy lên được ấy, thì có lẽ là thế này. Thứ nhất là anh cho thú y là ngừng truyền cái thuốc sinh lý mặn, mà hãy truyền chậm ven canxi B12. Canxi B12, vì canxi B12 là một trong những cái thuốc tác động trực tiếp để cho bò có thể có những cái sức lực để nó đứng dậy. Tiếp theo là anh cho tiêm là butamin NT để nó hồi sức nhanh, và có thể là thử xem là bò nó có sốt hay không, nó bị bội nhiễm với bệnh gì không, thì anh phải cập nhiệt độ để biết thân nhiệt của bò là bao nhiêu. Ngoài ra thì có thể là anh phong bế cho phong bảo thú y địa phương phong bế bằng cách là thế này. Thứ nhất là anh lấy novocain hoặc lindocain 1cc. Thứ hai là strychnin 1cc. Thứ ba là B complex 1cc. Ba thứ này pha chung phong bế cho 20 kg bò một lần một ngày và làm 3-4 ngày. Cái nơi tiêm phong bế sẽ là điểm giao của ba điểm của tam giác mà chúng ta vẽ nó ra. Thứ nhất là thắt lưng, thứ hai là cái khớp
mà nổi lên giữa cái xương chậu và xương đùi ấy, và thứ ba là khấu đuôi. Thì ba cái điểm này chúng ta nối thành tam giác. Từ ba góc của tam giác chúng ta kẻ ba đường phân giác. Cái nơi giao nhau sẽ là nơi tiêm. Trước khi tiêm phải sát trùng thật kỹ, không được sơ suất, và làm đúng như thế thì để nhằm giúp cho con bò nó có sức, chân nó có sức, nó khỏe hơn. Thì đấy là có thể để mà tạo dựng cái nguồn năng lượng cho con bò có thể đứng dậy. Nhưng mà ở đây ấy, tôi quan tâm một điểm này này, thì con bò nó bị suy kiệt rồi, những cái u cục nó đã nổi, nó đã vỡ ra rồi, thế thì cái thể trạng con bò rất xấu, cái sức lực là rất 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 kém. Đấy, cho nên ấy là nếu như con bò đây là con bò quý, con bò có giá trị kinh tế cao, thì chúng ta hãy cố gắng làm như tôi vừa nói để mà có thể hy vọng nó cứu sống được nó. Thế nhưng mà nếu như là mà nó suy kiệt quá thì chúng ta có lẽ là cái hy vọng mà chữa khỏi cái u gian nội cục là không có đâu. Thế còn những cái vết loét thì chúng ta chữa triệu chứng thôi, cho nó vỡ ở đâu thì chúng ta bôi oxy giả đấy, oxy giả là tốt nhất anh ạ. Chứ còn xanh metilen thì không 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 tốt lắm đâu. Oxy giả của người ấy anh mua về, hoặc là cồn iốt PV, iodin, vinadin 10% hoặc là han iodin ấy, thì anh bôi sát trùng thật kỹ. Còn oxy giả là ngoài sát trùng thì anh có thể dùng tampon, anh ngoáy sâu vào những cái chỗ mà lở loét đấy, trong những cái u cục nó vỡ ra đấy, và cả ngoài ra thì xung quanh cả u cục nữa, thì cách làm như thế thì có thể hy vọng thôi, chứ còn để chữa khỏi là không có đâu. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Lê Văn Nam ạ.